game vừa vừa cái trận trận bán kết ở vòng ở đánh thắng. Oh, Ben Revideo vừa clean sweep xong, rắc không? Rắc. Zack chơi Hot Cycle với lại Royal Emily cho mà xem. Game vừa rồi thì thấy cái ở King of the Hill thì Ben Revenel đã clean sweep Hot Cycle đấy không. Snowball. Thôi chứ stream không để xem á, tại vì chú đang còn việc để làm nữa cơ. Nhưng mà cố gắng là chú, nếu mà stream thì chú sẽ stream tầm khoảng 11 giờ. Nếu sớm nhất thì cũng 10 rưỡi. Ồ, mình thiên về một cái deck IC Bow. Bên Rovideo thì anh ta chờ, đấy là IC Bow, Giant đâu? Một mình cách đây. Zion đâu? Zion đẩy xuống đi. Đúng rồi. Đi hộ làm cho. Đưa được, không được. Ok. Anh kiếp King Tower rồi. Một game tuy nhiên thì deck IC Bow này rất khó để có thể thắng được Wave Giáp. Đây là một cái phiên bản web giáp có rất nhiều con tanh, đặc biệt là mini tanh. Có rất nhiều con mini tanh, nó cũng hơn là mini tanh cho bản thân tanh. X-Bow tiếp theo. Tên này là X-Bow không? Không. Đấy X-Bow rồi. Musketi. Zion trước. Không có linh cách đã. Sau đó mới được có Zion. Musketi bật vào X-Bow rồi. Quá hay. Thực cả một cái Snowball nữa là xong rồi. Arrow luôn. GG. Cân bằng Elise. Elise, game này Ben Revideo có lẽ thế thắng mạnh hơn. Nếu anh ta control được game cực kỳ tốt thì lại thắng bây giờ 55 và 45. Phải rất cẩn thận bởi vì là khi mà xuất hiện họ sẽ có một cái rocket nguy hiểm cho con này bởi vì họ sắp sử dụng rocket. Nguy hiểm quá. Musketi bắn vào con, bắt con Zeta đi. Robin Cakes. Musketi ra hơi, hơi cao hơn. Chúng ta có thủ rồi, chúng ta sẽ không có thể ăn được. Giant đâu? Và Arrow nữa. Dùng Arrow đi, dùng Arrow cho đàn rồi hợp lý. Có một hit. Snowball, X-Bow không có nhiều nam. Tuy nhiên thì hãy rất cẩn thận trong cái tuần tiếp theo. Ồ, Zack ban quá, no ban. X-Bow nằm xuống đi, X-Bow. Bây giờ họ mới thủ. Họ lại gây đam vào. Cực kỳ là khó chịu với X-Bow này. Mình nghĩ là Ben Bro anh ta chỉ đánh một hướng thôi, bởi vì anh ta. Nhưng mà hãy rất cẩn thận vì anh ta dồn ít thôi, nếu anh ta dồn nhiều quá thì nó sẽ bị rocket. Còn Dark Queen không đập vào được vào X-Bow. Một hit không? Mọi ngày mình nhìn thấy con Dark Queen nó cực kỳ là bá đạo. Nhưng ngày hôm nay thì nó cũng bị chặn tới con A con này. Cái tính năng Flash Dance của nó không gây được. Nó không hỗ trợ được cho Dragon. Ồ, Goblin Cách. Goblin Cách hơi lỗi bởi vì là Goblin Cách trong tên này. Rocket đây rồi. Cái combo của Benro anh ta đã rời rạc quá. Snowball. Có đam không? Có một chút đam đến từ Skeleton. Spam Tesla. Zion đẩy lên. Dark Queen nữa. Chúng ta cần đập chết được con này đi. Con Isaac nằm xuống. Con Isaac nằm xuống rồi. Nhưng mà hãy rất cẩn thận trong cái tên này bởi vì là
Thả một con Nightwish cũng được, thả một con Nightwish cũng được. Thả một con Nightwish cũng được. Ôi, thả Grave Champ như này là thua rồi bởi vì đội vương. Bên đôi anh ta cần phải biết một điều là khi mà Goblin Cake nó bị nổ ra thì gần như là X-Bow sẽ đổi hướng, nó không bắn vào con Goblin nữa mà nó chuyển sang bắn vào trụ. Và các ông hiểu, mình nghĩ là cái turn vừa rồi thì kiếm thứ hai của set đấu thứ ba good game. Ladder mà nói good game là hơi đau, là phí vui. Ngày hôm nay chúng ta thấy là tốc độ nó cũng hơi nhanh bởi vì là game đầu tiên là 3-0, game thứ hai là 2-0. Ồ, Firewaker ở đây Royal Hawk rồi. Royal Hawk có Skeleton Barrels. Uầy, bên nước à? Bên nước ngon nhỉ? Không phải, đây là một cái deck có motor, có Firewaker. Lock hình như là không chết Firewaker. Royal Giant và đây là một Earthquake. Expo anh ta không đổi deck. Không đổi deck thì Firewaker bắn đi. Hôm nay 2.000 euro kìa, ngon chứ nhỉ? Bao giờ Việt Nam mới có những cái giải đấu như vậy? Firewaker trong cái bài này nó quá tuyệt vời. Cứ bắn và lùi thôi. Ai dùng được Bingo vậy? Nhưng mà anh kích Bingo rồi này. Này là Ben Fly thì nhỉ? Ông nghĩ thế nhỉ? Nhanh vậy. Khi nào đánh chung kết em? Chả cuối cùng là Earthquake và một con Royal Diboli hoặc là Snowball gì đấy. Earthquake đây rồi. Icy Bow thì sợ Royal Earthquake. Royal Diboli Earthquake thì sợ gì Icy Bow. Bên kia có Firewaker, bên này có Firewaker thì sợ gì lót. Hill, nhảy đi Hill, bơm máu của Royal, cứ thế là bắn rồi. Việc anh là bơm máu của việc em dưới bóng. Rocket chạy ạ. Royal Giant đẩy lên và Earthquake combo đây rồi. Royal Giant đẩy xuống, nhảy đi. Rồi, Earthquake đâu? Earthquake, nhưng mà Earthquake Heal, phun máu luôn. Defend như thế nào, Rock Firewaker. Canocast không bắn, không bỏ trụ được. Vẫn nhưng mà cứ công như thế này thì nhưng mà đúng là Zack defend tốt quá. Zack defend tốt quá, Canocast đẩy lên, đổi ngựa, đổi bài rồi. Sẽ là một con tanh. Hiu nhảy đi. Canocast nắm xuống. Vài bất cờ bắn tiếp. Không chưa xoay ra một con, hai con Rider Dragon nữa. Mình thấy rất nhiều cái trận đấu mà họ, cái player họ xoay ra hai con Rider Dragon rất nhanh. Vài bất cờ bắn đi. Em không có đam đến từ Firewaker trong cái tuần này. Royal Dragon đẩy lên Tesla đâu. X-Bow. Không, Tesla lộ. Họ không dùng Tesla trong cái tuần này. Và Royal Dragon không có Tesla. Chúng ta không có Tesla. Không có. Ăn thế quái nào được. Yo, what's that? Của Zack luôn. Vẫn chơi X-Bow. Sợ thật. Dám chơi X-Bow không? Họ Earthquake đây rồi. Họ Earthquake Royal Diboli sẽ hay. Bass. Bearer không đổi đấy. Hoặc là thay có thay đổi gì không? Mình nghĩ là Hawk. Firewaker. Arrow.
Có cái có arrow balloon, đây là một cái deck mà balloon xong rồi có phải Liberties. Heal đâu my minions. Deck xoài rất nhanh. Tuy nhiên thì mày là Musketeer, làm sao để giết con Musketeer đây? Giết con Musketeer kiểu gì đây? Có bài không? Skeleton. Rồi. Có cả giáp nữa. Chơi những cái deck. Ôi, vừa arrow vừa giáp nữa. Deck này mà gặp Earthquake chạy rồi. Bây giờ anh ta cũng đổi Khanong Cast sử dụng qua Dragon Police. Chắc chắn là bây giờ anh ta sẽ cố gắng là xoay dùng Minions, dùng Minions đi, hoặc là dùng Minions cộng với lại Firebreaker cộng với Rider Devilly để đẩy Balloon. Chứ anh ta sẽ không anh ta sẽ không mạo hiểm để đợi và sẽ dùng Goblin Cake để đợi khi Balloon đã xuất hiện. Có Mini Mecha hoặc là Lumi Jack. No, Mecha. Đó là Mecha anh em ạ. Đánh cục súp vậy. Có cả Arrow nữa. Mini Pekka, Lumber Jack. Heal nhảy đi em. Chỉ có một hit, còn Lumber Jack nằm xuống. Phải rất cẩn thận trong cái tên này. Goblin Cake và Rider Devilly. Đẩy đi em. Xuất hiện có mất CT nữa không? Không. Heal nữa, xuất hiện heal đi. Lại đầy máu rồi, một hit nữa. Một hit của Royal. Rất hay, Pekka nằm xuống, Goblin Cake cũng nằm xuống. Bên nơi anh ta đang kiểm soát được rất tốt. Một arrow để dùng cho cả Firewaker và Minion là không đủ. Royal Giant đẩy lên, heal nữa, xuất hiện đi. Mạng không công thì mình công vậy. Hit nữa không? Không được. Nguy hiểm quá, phải defend đã. Dùng Rider Devilly để giết con Musketeer. Heal. Nguy hiểm. Oh! Rider Giant đẩy lên, thời điểm đây là quyết định rồi. Earthquake đâu? Heal đâu? Em chưa xuất hiện rồi. Chậm quá. Không đủ Elise. Rồi, well play rồi. Tại sao không đẩy một con IC nữa nhở? Hay là tên vừa rồi đã ra rồi? Dọn đánh hay quá. Oh, 2-1. Congratulations, Zach. Kick 1, 2, get your fast. Subscribe.